hai bạn, hai trường phái, một trường phái là các con làm việc thì các con được hưởng lương, đúng không? Nó giống thực tế, coi chừng cái trường phái giống thực tế hợp lý hơn đấy. Các con làm việc phải tự nguyện, hai cách nó đều đúng cả. Nhưng mà làm thế nào để nó tự nguyện khi ban đầu nó đang lười? Các anh chị nhận một cái đứa trẻ rất lười về mà bây giờ làm sao cho nó chăm, làm sao nó hiểu vấn đề để nó làm việc? Vô quân đội thì quân đội nó cho ăn no đòn là đứa nào cũng làm hết. Vào trong quân đội là kỷ luật, là sức mạnh, lưu ý nha, không phải tình thương là sức mạnh nha. Trên cuộc đời tình thương bao chưa bao giờ là sức mạnh, chỉ có kỷ luật thôi. Tình thương nó mang lại hạnh phúc, trí tuệ nó mang lại tự do, kỷ luật mang lại sức mạnh, phải hiểu cái đó. Tùy từng tình huống mà dùng, không phải lúc nào cũng dùng lung tung được. Có những cái đứa trẻ dùng kỷ luật thì tốt, có những đứa trẻ dùng tình thương thì tốt, có những đứa trẻ dùng trí tuệ tốt. Ví dụ cái vấn đề đó nó gần hiểu rồi, dùng trí tuệ tác động thêm, nó hiểu tự động nó làm. Nhưng mà cái đứa trẻ mà nó dốt quá rồi, nó không thể hiểu được thì sao? Thì mình phải hơi ép nó làm cùng mình, hoặc phải dụ dỗ nó làm. Chỉ có hai cách thôi. Có những đứa các bạn ép cái là được, còn có những đứa thì phải dụ. Thì tùy từng tình huống. Những cái đứa nào mà hơi nhát thì các bạn ép một cái là được. Còn những đứa nào mà nó lì lợm rồi các bạn đâu có ép được thì lại phải dụ. Nên mình phải hiểu cái đứa trẻ thì mình mới tương tác với nó được. Chứ chả có công thức nào đúng cả. Hai công thức trên đều đúng nhưng tùy tình huống mà xài. Công thức xài tình thương nhiều là công thức xài đạo đức nhiều. Công thức xài kỷ luật nhiều. Và có công thức thì xài trí tuệ nhiều thì tùy. Còn phải dụ nó, mà đã dụ nó là công thức dùng lòng tham được luôn. Nhưng lòng tham hướng đến điều tốt đẹp không có vấn đề gì cả. Ví dụ như các bạn đi làm, có phải các bạn đi làm là các bạn có khi nộp hồ sơ vô các bạn có đàm phán lương không? Thì đấy cũng có phải là một dạng của lòng tham không? Là tại sao chúng ta vẫn đàm phán bình thường? Nếu cái đồng lương đó nó trong sạch và sự cống hiến của mình là xứng đáng thì đồng lương đó xứng đáng để chúng ta đàm phán mà. Nhưng nếu cái đồng lương đó là một điều vô lý, tiền bẩn, hoặc là mình đòi hỏi những điều rất vô lý, làm ít đòi hưởng nhiều thì đấy mới là bất hợp lý. Vậy là trao cho đứa con kiểu gì cũng được. Như kinh nghiệm của tôi nhé, gia đình tôi là áp dụng thử hết rồi, trên 3 đứa con áp dụng thử rất nhiều phương pháp rồi. Thì thông thường là kinh nghiệm là tôi áp dụng song song là rất hiệu quả. Ví dụ 2 tháng áp dụng bằng tiền được luôn, nhưng sau 2 tháng cắt tiền đi, không cho nó tiền nó vẫn làm. Tại vì bên cạnh mình thả tiền thì bên cạnh mình phải giải thích cho nó hiểu là tại sao nó phải làm được. Thì cái giai đoạn đầu là mình thưởng quà hoặc thưởng tiền nó rất hiệu quả vì lòng tham, đứa trẻ nào chả tham, được đi ăn kem là tham thôi. Nhưng mà sau 1-2 tháng làm việc thì nó thành thói quen rồi, nó thấy ổ rửa bát cũng bình thường, có gì đâu ghê gớm. Một ngày đẹp trời mình cắt không cho nó tiền, các anh chị này sợ nó không rửa bát hả, đúng không? Không rửa bát thì không ăn cơm, vì ai ăn cơm thì đều phải làm việc. Thế thôi, nếu nó muốn không ăn cơm 3 ngày thì cứ việc không rửa bát, lập tức ăn cơm bình thường trở lại, lập tức rửa bát. Không dọn toilet thì thôi đừng ở phòng vệ sinh, đi đái ở bên ngoài đi. Thế thôi, đã dùng thì phải cùng dọn dẹp. Tức là cái đó là giai đoạn 2, giai đoạn 1 là mình dụ để cho nó biết làm. Giai đoạn 2 là nó có dùng thì nó phải gìn giữ. Tức là mình phải giải thích cho nó hiểu. Cái bếp này nó dùng thì nó phải gìn giữ cái bếp. Gìn giữ cái bếp là nấu đồ ăn này, dọn dẹp này, dọn cơm này, rửa bát là cái đó gìn giữ cái bếp. Nó ở trong phòng nó phải gìn giữ cái phòng. Nó vô trong toilet nó gìn giữ toilet. Gìn giữ toilet là gì? Nó phải dọn dẹp toilet, cái đó bình thường. Thì tự động bé hiểu thôi mà. Nên bước 1 là dùng lòng tham để bắt đầu có thói quen. Bước 2 là dùng trí tuệ giải thích để cho nó buông cái phần thưởng ra, vẫn làm tự nguyện. Khi chúng ta dùng trí tuệ giải thích là giải thích được cả 2 yếu tố, vừa hiểu vấn đề mà vừa có đạo đức với công việc, nó có trách nhiệm với cái việc của nó. Thế mình lồng vô nha. Rồi mình hỏi nó, các bạn có thể hỏi nó thế, thế con ai nuôi con từ nhỏ đến lớn rồi? Ai dọn toilet cho con? Ai giặt đồ cho con?
việc trách nhiệm con lớn rồi thì con ở đâu. 5 tuổi là giải thích tốt lắm rồi. Thậm chí một đứa trẻ 4 tuổi các bạn nói chuyện cái này là tốt lắm rồi, không có vấn đề gì. Nhưng kinh nghiệm của tôi là tôi thấy là trẻ 2 tuổi là bơi được rồi, và trẻ 4 tuổi là đi học võ được rồi. Nên cỡ 4 tuổi trở ra làm việc nhà phong phong rồi, chẳng có vấn đề gì. Làm việc nhà rất tốt từ 4 tuổi trở ra. Các bạn nào mà cho con của các bạn học Montessori á, thì sẽ thấy là 2 tuổi trở ra trẻ bắt đầu làm việc nhà được rồi, nhưng nó làm được ít thôi. Vì bà Montessori bà bắt nó làm trong trò chơi, biến cái công việc thành một cái game. Con nít có đứa nào thích nghịch nước không? 100% thích nghịch nước. Vậy nghịch nước tức là rửa bát được không? Rửa bát nó rửa rất lâu, 2 tiếng xong cái chậu bát, nhưng nó được nghịch nước, nó rất sướng. Sao nó nghịch xong thì nó lấy xà phòng còn thừa nó thổi bong bóng, nó cắm ống hút vào nó thổi lung tung trong phòng kệ nữa. Niềm vui của nó có bấy nhiêu thôi. Bây giờ tại sao các bạn lại đi cướp niềm vui của con mình? Ngày xưa chúng ta hạnh phúc vì những thứ đơn sơ đấy, nhưng bây giờ chúng ta đừng có cướp cái quyền đó của con, cứ kệ nó. Và theo các bạn, nó rửa bát thì nó sạch hay bẩn? Bẩn. Bẩn thì sao, mình đi rửa lại hay kệ nó? Chính xác, kệ là tốt đấy. Còn người nào rửa lại là sai, phải kệ. Xong đến bữa sau lựa cái bát bẩn nhất lấy ra cho nó ăn. Đi nữa. Để nó tập chịu trách nhiệm trên việc nó làm. Cứ lấy bát bẩn nhất cho nó ăn. Nó không đau bụng như các bạn nghĩ đâu. Mình cứ bịa ra ngày xưa các bạn nghịch đất cát đầy có đau bụng đâu. Những bát bẩn thoải mái không có bị đau bụng đâu. Cái con người chúng ta là ăn sạch quá nên đau bụng. Các bạn nhìn vào con chó ăn rất bẩn, chẳng bao giờ thấy nó ôm nó la đau bụng cả. Chỉ có người mới đi uống thuốc đau bụng thôi. Nên hai cách của hai bạn đều đúng, tùy tình huống. Vấn đề bí quyết ở đây là gì? Bí quyết là hãy huấn luyện thói quen trước, nó hơi quen quen rồi mình điều chỉnh. Có thói quen rồi mình điều chỉnh ý thức sau. Và quà thì nên đừng dùng tiền hoài, đổi. Đừng cho nó nghiện thì đổi. Tuần này dùng tiền, tuần sau dùng kem, tuần sau nữa dùng đi bơi, tuần sau nữa dùng một cái chuyến đi chơi ở đâu đó. Nó không làm nó không được đi chơi vậy thôi. Thì khi nó đổi cái phần thưởng thì nó không bị kẹt vô phần thưởng nhiều quá. Còn nếu nó dùng tiền hoài là nó kẹt vô tiền, dùng kem hoài nó ăn nó rụng răng, thì mình phải đổi phần thưởng. Thì nó cái thói quen nghiện vô phần thưởng nó không bị nữa. Đấy là cái cách. Xong từ từ buông phần thưởng nữa thôi. Buông phần thưởng rất dễ các bạn nhé. Đặc biệt những phần thưởng về ăn uống là cực kỳ dễ buông phần thưởng. Ví dụ nó rất thích ăn kem thì ngày hôm đó các bạn mua cho nó 3 cân kem và bắt nó ăn hết. Thế rồi sau một ngày ăn kem xong ôm bụng lao vào toilet một ngày, từ đó trở đi nó nhìn kem nó ngán đến tận cổ, không bao giờ thèm ăn kem nữa. Muốn ăn KFC rất dễ, dắt đến KFC gọi cho nó 3 suất. Các bạn biết người lớn ăn 2 suất là đã muốn chết rồi, mà cho con nít ăn 3 suất. Thế là các bạn cứ ngồi rung đùi từ 8 giờ sáng đến khoảng 12 giờ trưa, 4 tiếng bắt nó ăn hết 3 suất. Từ lần đó trở đi nó nhìn quán KFC bố rủ vào nó cũng không vào nữa. Thế thôi. Rất đơn giản, không phức tạp như chúng ta nghĩ đâu. Cái này người ta gọi là rèn nghị lực đấy, là đẩy đến tận cùng, đẩy đến cùng cực của vấn đề thì tự nhiên nó nhận ra vấn đề. Cách này rất hay, không phải ai cũng giáo dục được trẻ cả cách này đâu. Cái đẩy nó đến tận cùng. Cứ để bình thường nói 1000 lần nó mới hiểu, nhưng đẩy đến cùng cực của vấn đề nói 1 lần hiểu. Đó. Trong quân đội nó rất hay áp dụng cách này. Tức là nó đẩy định người ta đến giới hạn của sinh tử, từ đó người ta bật lên. Cái giáo dục này rất khó, phụ huynh phải tinh ý mới làm được. Tại vì nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của những người chơi cái trò chơi này. Nó ăn no quá, nó bị bội thực, nó đi viện thì sao? Lặn, bơi cũng thế, các bạn cho nó lặn đến cùng cực. Nhúng thế, ví dụ như nó lặn được 40 giây, các bạn ấn nó xuống thành 50 giây. 10 giây cuối là vô cùng đau khổ. Thậm chí nó phải uống nước, nhưng sau đó thì nó không bao giờ nó sợ nữa. Cứ vài lần như thế rồi nó quen. Các bạn biết là đặc công nước là được huấn luyện như vậy đấy nhé. Đặc công nước là nó buộc một cái sợi dây vô người mình đai, rồi nó thả từ trên thành cầu nó thả xuống. Chưa biết bơi nha. Nó thả xuống. Thả xuống cho mình tự bơi giữa dòng. Xong nó đứng ở bên trên, nó quan sát thấy mình chuẩn bị chết đuối rồi thì nó lại rút lên. Và nó chỉ làm như thế khoảng 1 tuần thôi, thằng nào cũng biết bơi.
không cần dạy cái gì hết, thằng nào cũng bơi mà bởi vì sao bơi rất giỏi. Vì khi tập bơi là nó đối diện với sinh tử, chứ nó không phải là học bơi kiểu êm dịu trong hồ bơi. Tôi có gặp mấy anh chàng đặc nhiệm, tôi hỏi mà. Nó bảo đào tạo lính đặc nhiệm không giống như thông thường các bạn nghĩ đâu, nó toàn đẩy đến cùng cực, đến cửa của sinh tử để rồi người ta phải tự tìm cách thoát ra. Rất hay đấy. Hy vọng sau này có cái trường đó, các anh chị gửi con vào được. Gửi con nhưng các anh chị phải vào thực tập trước. Phụ huynh phải trải nghiệm trước mới nói con được chứ.